Bắt đầu đây này. Chàng trái bự là đẹp quá. Không có Hy Lạp đẹp quá không? Hiện tại là vừa từ đổ mồ hôi rất là nhiều đó cả nhà. Bạn trang trí phụ cho chị Hồng Loan thì má Tư đổ mồ hôi rất là nhiều luôn, lau chùi này kia nóng lực đó nha. Má Tư giao đồ chú Chánh ơi. Wow, cảnh Má Tư chuẩn bị về nha cả nhà. Còn chú tao quay đâu mà nó chắc xe chân rồi tao không đi nghe. Dạ. Đi nè, không có tao đi luôn hôm đi ngủ quốc hội Má Tư đông Má Tư mấy trăm người á. Tối nay Má Tư có tham dự không Má Tư? Có. Thì Má Tư cũng về rồi cả nhà, chuẩn bị cho tối nay đi hội ngộ tất cả anh em họp đạo bộ nha cả nhà. Dạ thì Má Tư cũng vừa về nhà với cô chú anh chị. Dạ thì hồi nãy thì cũng có những anh em làm việc và tác nghiệp chung với nhau của hội Má Tư là tối nay anh Hai Vũ Lân cùng chị Hồng Loan và cùng chị Ni và chị Phương Lê sẽ gặp mặt ở đâu. Má Tư nói là bây giờ chưa biết, có thể là chuyện nội bộ không thể tiết lộ cả nhà. Dạ thì nhiều người đi quá thì sẽ không hay, không tiện, tại vì chuyện nội bộ trong nhà thì đôi khi á mình tranh luận thì phải có hơi lớn tiếng cả nhà, thì đúng không cả nhà? Thì những cái chuyện nào đó thì mới đầu rồi mình sẽ có lớn tiếng, sau rồi từ từ mình sẽ hiểu nhau hết rồi thì mọi chuyện sẽ xong qua và những tiếng nói sẽ nhẹ nhàng đi cả nhà. Dạ thì hẹn nhau, rất mong là điều đó sẽ xảy ra.
cho chị Hồng Loan đỡ đi gánh nặng cả nhà. Không biết buổi tối hôm nay là mấy giờ thì mọi người sẽ gặp mặt và hẹn gặp mặt lại với nhau. Thì anh Hai Vũ Lưng đã lên kế hoạch rồi cả nhà. Anh Hai Vũ Lưng đã nói lên livestream và tối nay sẽ gặp mặt với nhau. Và những cái chuyện này thì cũng sẽ xong vào tối đêm hôm nay. Thì mời quý cô chú anh chị mình hãy theo dõi và đón xem. Nếu mà Hạo Nhân được đi theo quay và được chia thì sẽ chia sẻ lại cho cả nhà mình xem nhé. Rất mong được quý cô chú anh chị đồng hành theo Hạo Nhân. Dạ tối thì trước mặt Hạo Nhân đây là anh Pha cả nhà. Anh Pha vừa đi ra đóng cửa lại. Dạ thì chị Hồng Loan cũng đang ở bên trong. Thì hiện tại vàng hiện tại Yến cả nhà thì còn trúng một giải là 1.000.000 đồng và một giải là năm ổ lộn một giải là một chỉ vàng SCC và một giải là 5 chỉ vàng SCC cả nhà. Không biết là quý cô chú anh chị nào chuẩn bị nhận được cái giải này đây, thì chừng nào Hồng Nhân thì quay đây mỗi ngày. Dạ thì nếu mà trong những anh chị nhận được cái thẻ cào đó thì Hạo Nhân sẽ quay lại và chia sẻ cho anh chị anh em mình biết, cô bác ở xa và những cô bác ở nước ngoài sẽ được biết. Rất mong quý cô chú anh chị yêu mến chị Hồng Loan thì hãy đến số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Dạ thì shop mở từ 8 giờ sáng tới 21 giờ tối cả nhà. Dạ thì không có nghỉ trưa. Dạ thì rất mong được quý cô chú anh chị mình yêu mến chị thì hãy đến đây mua hàng ủng hộ chị. Chị có những đứa con rất là ngoan và rất là hiền và dễ thương cả nhà, đứa nào cũng vậy hết trơn hả, đứa nào cũng hiền và ngoan, nhất là bé Bun còn nhỏ mà nhảy rất là hay cả nhà. Còn bé Ken nó thì có nụ cười rất là dễ thương, còn bé Tin thì rất là đẹp trai, còn bé Su thì rất là xinh đó. Hiện tại nè, bé Ken và bé Su nè cả nhà, vừa về tới luôn đó. Bé Ken và bé Tin chứ vừa về tới được bà Hải chở về. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Hạo Nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Qua wow, tính tắt mà chưa cả nhà. Kem mới học về, kem đang lên kem. Kem mới vừa đi học về vừa lên trên bàn thờ thắp nhang cho ông nội luôn ha. Ông ngoại ờ lộn ông ngoại. Nãy mình cũng nói lộn mình nói là. Xin lỗi ông ngoại. Nó cả nhà thấy không? Rất là thương nó, thấy cô chú nhìn thấy kem nào thương ông ngoại không? Nó rất thương nó cả nhà, rất là quý luôn. Xin lỗi cả nhà nha, Hạo Nhân cứ nhầm lẫn hoài. Thì bên mẹ là ngoại, còn bên ba là nội, Hạo Nhân cứ lộn hoài, xin lỗi cả nhà. Mong mọi người cả nhà thông cảm nha.